Mấy cái em vô chị. Thôi nhìn nè, hướng kia cho nó sáng chút nè. Mới cạo đúng không? Cạo sạch trơn hết mà cỡ luôn luôn mới cộng này. Ngược ngược lại đang chút nó to thui. Đấy. Bữa vô một rồi anh sáng anh chạy làm bữa rồi. Bữa sáng lên tính tính quay mà sáng cứ lật đật đi làm. Cái gì đen đen bữa nay nó bán nhiêu hết, mấy trăm hết. Làm xong chuồng đổ cát ấy ở trước nhà cho nó cao lên chút. Mùi gì vừa quay đấy là ngầu đấy là đẹp luôn á. Hồi vẫn nhô nhô đéo không? Tỉnh mỗi lần nhô anh nhân mà cháy nước mắt. Nó có mấy cộng ở dưới đây. Cứ rút điện thoại như bình thường thôi, sao đâu. Alo. Alo. Dạ mai hàng giờ anh. Dạ. Dạ em thôi, em có gì sáng mai em đổ đá em lấy được anh, do nãy em có làm nhà kia được mấy triệu. Dạ dạ.